quý vị và các bạn, biển Đà Nẵng thực sự là một điểm hẹn vô cùng tuyệt vời và lý tưởng cho những ngày trời trở nên nóng lực. Đà Nẵng sở hữu một bờ biển trải dài với cát trắng, mịn và nước biển thì trong xanh, là một trong những bãi biển được mệnh danh là đẹp nhất hành tinh. Chính vì thế mà chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái khi được lắng mình trong dòng nước biển Đà Nẵng. Và trong chương trình 360 độ du lịch hôm nay, bên cạnh giới thiệu với quý vị về vẻ đẹp của biển Đà Nẵng, chúng tôi muốn mời quý vị cùng trải nghiệm và cùng cảm nhận những môn thể thao giải trí trên biển để chúng ta có thật nhiều hơn nữa những cảm xúc khi đến với biển Đà Nẵng. Vẻ đẹp của biển Đà Nẵng còn được tôn lên bởi sự vươn ra của bán đảo Sơn Trà, giúp cho bờ biển trở nên mềm mại và uyển chuyển ôm lấy bán đảo Sơn Trà. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng với Đoàn Nhung xuống thuyền đi dạo trên biển và nhìn ngắm bán đảo Sơn Trà để cùng cảm nhận về vẻ đẹp này quý vị nhé. Còn đây là anh Đức Bồi, nhân viên của ban quản lý bán đảo Sơn Trà, là người đồng hành cùng với Đoàn Nhung để chúng ta có thêm nhiều thông tin hơn cho hành trình này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đâu hả anh Bồi? Giờ đầu tiên là mình sẽ đi tham quan những điểm có san hô ở bán đảo Sơn Trà. Điểm đầu tiên là mình tới sẽ là điểm Hòn Sụp, hay gọi là Sơn Trà Công của bán đảo Sơn Trà, một trong những điểm có đường san hô nói chung là đẹp nhất bán đảo. Đây thì chúng ta chỉ di chuyển có một đoạn thôi đúng không? Chỉ khoảng 5 phút thôi. Đây chính là Hòn Sụp đúng không anh? Dạ vâng chị, đây chính là Hòn Sụp. Một trong 5 điểm san hô của bán đảo Sơn Trà. Ở đây thì hiện tại là có lượng san hô sống dạng như là cũng đầy với lại nhiều ở trên bán đảo mình. Hiện tại là mình có dạng như cắm mấy cái bù phao nên để dân họ biết là khu vực nó không vô. Khu đang bảo tồn thiên nhiên đúng không? Thế mình có được lặn ngắm san hô? Dạ được chị. Đây là khu vực dành cho khách du lịch có thể lặn ngắm san hô. Dạ là ngắm san hô được. Và trong ít phút nữa thì chúng ta có được ngắm. Dạ rồi, ngắm được gì? Dạ. Khu xung quanh bãi Sụp có rất nhiều san hô sống đang được bảo tồn và đây cũng chính là một trong những điểm mà chúng tôi sẽ được trải nghiệm lặn ngắm san hô. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến là điểm bãi Bụt, cũng có san hô ở bán đảo Sơn Trà. San hô ngày xưa chúng ta đã khai thác du lịch ở bãi Bụt này. Hồi xưa là dọn dân ở đây đó là họ khai thác vôi, san hô bằng vôi, xong thời gian là không khai thác nữa. Hiện tại là trừ là khu vực này là của nói chung là cũng trong dự án. Điểm tham quan san hô của bán đảo Sơn Trà mình có thể thấy là bãi biển này rất là hoang sơ, và từ bãi biển này chúng ta nhìn lên, quý vị cũng nhìn thấy là chính là chùa Linh Ứng. Thưa quý vị và các bạn, nơi mà chúng ta đang nhìn thấy đây chính là bãi Rạng, hay còn gọi là bãi Obama, là một trong những bãi biển rất đẹp ở dưới chân bán đảo Sơn Trà cùng với bãi Nam và bãi Bụt. Và nơi đây là một địa điểm check-in rất lý tưởng mà chúng ta vẫn rất là quen thuộc. Và quý vị nhìn thấy đằng xa kia rất nhiều các cặp đôi đang chụp ảnh cưới ạ. Và ở đây thì mọi người có thể nghỉ ngơi, sử dụng các dịch vụ ăn uống, hoặc là đặc biệt hơn nữa, chúng ta có thể đến đây để lặn và ngắm san hô. Và ngay bây giờ thì Đoàn Nhung sẽ có một sự chuẩn bị cho việc lặn ngắm san hô của mình. Tìm mãi mới được cái, chỉ cần cái kẹp tóc thôi. Nó không có lì chứ đâu. Vâng, có cái bài này. Để lặn ngắm san hô thì chúng ta sẽ lặn nông và sử dụng bộ dụng cụ này. Kỹ năng để dùng nó rất là đơn giản, chỉ cần chúng ta điều tiết được việc thở bằng mũi sang thở bằng miệng thì sẽ sử dụng được bộ này rất là đơn giản và dễ dàng. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ nhảy xuống. Down.
tuyệt vời và vô cùng thú vị. Hoạt động này thì cũng không khó là bao nhiêu. Khi chúng ta được biết được việc thở từ mũi sang thở bằng miệng bằng dụng cụ này thì cùng với việc hỗ trợ bơi bằng phao thì với những người không giỏi bơi lội thì cũng có thể tham gia vào hoạt động này. Quý vị và các bạn, còn bây giờ thì Đoàn Nhung sẽ trải nghiệm bộ môn thể thao biển là dù bay. Đây là một trong những bộ môn thể thao được rất nhiều người yêu thích. Bởi với độ cao khoảng 50m so với mực nước biển thì chúng ta có thể có được một tầm nhìn bao quát, có thể quan sát hết mọi sinh hoạt ở dưới biển đang diễn ra. Còn bây giờ quý vị của chúng tôi trải nghiệm nhé. Bây giờ sẽ là môn thể thao dành cho những ai yêu tốc độ. Chúng ta cùng đi mô tô nước. Trải nghiệm biển Đà Nẵng bằng nhiều cách khác nhau, lặn xuống dưới biển để nhìn ngắm san hô, bay lên trên cao để nhìn ngắm biển Đà Nẵng, cũng như là lướt trên sóng với tốc độ cao bằng mô tô nước đều là những cảm xúc rất là tuyệt vời. Và nếu như quý vị và các bạn một lần đến với biển Đà Nẵng thì hãy thử trải nghiệm để có những cảm xúc tuyệt vời giống như chương trình ngày hôm nay mà chúng tôi đã chia sẻ với quý vị. Và đến đây thì 360 độ du lịch kỳ này cũng xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.